vàng của khuôn mặt của chúng ta. Thì sau khi ngồi coi một loạt á thì mới nói trời ơi, sao cái gì mà giống như là kiểu áp khuôn mặt mình vô xong nó trở thành thảm họa vậy đó. Thì bác sĩ cũng muốn lên lên TikTok cho mọi người coi coi cái TikTok một chút. Đó, khuôn mặt của Dương Tử sau khi được sửa dựa theo cái tỷ lệ vàng. Thật sự nha, hồi xưa giờ bác sĩ rất là ngưỡng mộ cái tỷ lệ vàng này, là tại vì là một cái khuôn mặt đẹp á là sẽ có cái tỷ lệ vàng. Một cái khuôn mặt mà có tỷ lệ vàng rồi á thì chắc chắn nó sẽ trở thành một khuôn mặt đẹp. Nhưng mà rõ ràng khi mà chúng ta suy ngược trở lại á, là nếu mà một cái khuôn mặt đẹp đi, chúng ta áp nó vô thử cái tỷ lệ vàng mà chúng ta quy định theo cái khuôn mẫu, giống như mấy bạn thấy là trend trên TikTok hoặc là một số cái kênh YouTube rồi đó, thì mấy bạn sẽ thấy là đúng kiểu thảm họa, thấy không ạ? Tỷ lệ vàng thì không biết hôm nay ở nhà của chúng ta, trong mấy cái fan của bác sĩ, thì có bạn nào đã chơi TikTok theo kiểu tỷ lệ vàng này chưa? Nhưng mà nhân đây á là bác sĩ cũng sẽ thanh minh cho cái tỷ lệ vàng một chút. Rồi bây giờ tại sao là khi mà chúng ta sẽ thấy rất là nhiều ngôi sao ha, và những ngôi sao đó có khuôn mặt rất là xinh, nhưng mà khi mà áp vô cái tỷ lệ vàng của khuôn mặt á thì sau đó là ra một cái hình dáng của khuôn mặt không có đẹp, thì có hai lý do nha. Một á là những cái phần mềm chỉnh sửa này, là những cái phần mềm chỉnh sửa nó rất là cố định, mấy bạn thấy cứ có một cái khuôn sẵn, xong cái áp qua người này và áp qua người khác, nam nữ không phân biệt. Cái điều đó là cái sai đầu tiên cho cái việc chỉnh sửa một cái khuôn mặt đẹp. Một khuôn mặt đẹp là tỷ lệ vàng của nam khác tỷ lệ vàng của nữ. Cho nên mấy bạn thấy là những cái app chỉnh sửa giống như vậy là những cái app chơi cho vui à, và những cái app này thì nó không có phân biệt được nam và nữ, cho nên nó là cứ đúng một cái tỷ lệ vàng của khuôn mặt, nam nữ gì cũng áp vô hết, cho nên nó đúng kiểu là ra thảm họa luôn. Do đó cái điểm mà gọi là trên cái app mà chỉnh sửa khuôn mặt vàng á, nó sai đầu tiên á là nó đưa tất cả mọi cái khuôn mặt đều vào một cái kiểu con mắt. Như vậy thì nếu như con người của mình, nếu như mà khi mà chúng ta đi sửa, đi sửa sắc đẹp bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ hoặc là thẩm mỹ nội khoa, thì chúng ta sẽ phải căn chỉnh dựa trên những cái điểm. Thứ nhất á là đầu của khóe mắt, chúng ta hay nói là chia cái khuôn mặt nhìn trực diện ra nằm 5 phần bằng nhau. Đầu tiên á là từ cái khóe mắt trong này đến cái khóe mắt trong này ha, đến cái khóe mắt ngoài, thì nó sẽ bằng cái khoảng cách của cái vùng này, của cái vùng mắt trong bên này đến cái vùng mắt trong bên này, và sẽ bằng khoảng cách của con mắt còn lại. Và nếu mà nhìn trực diện ra thì nó sẽ phải bằng cái khoảng cách từ ở đây ra đến cái điểm mà xa nhất, là cái điểm này trên cái khuôn mặt của mình, là chúng ta sẽ trên một cái mặt phẳng, chúng ta sẽ chia làm 5 phần bằng nhau. Rồi, đó là cái tỷ lệ ở trên cái gọi là cái trực diện chúng ta nhìn thẳng của khuôn mặt. Do đó đó, mấy bạn đừng có áp một cái hình khuôn sẵn giống như trên TikTok hoặc trên YouTube. Mấy bạn hay thấy là hôm nay đang có cái trend đó là cứ áp vô cái khuôn mặt của chúng ta thì nó sẽ bị lỗi. Chính vì vậy á, một cái thẩm mỹ đẹp là một cái thẩm mỹ phải biết hiệu chỉnh dựa trên từng khuôn mặt cụ thể, thì lúc đó đó là mới ra được những cái kiểu là sắc thái riêng của từng người. Đó là cái việc mà chúng ta đừng có áp cái tỷ lệ vàng nó vô ha. Vậy thì cái tỷ lệ cố định của chúng ta nên cố định, ví dụ như chúng ta cố định mắt hoặc là chúng ta cố định hai cái điểm trong mắt, thì nếu như ha hai cái điểm trong của cái khóe mắt trong, hai cái khóe mắt trong mà chúng ta cảm thấy nó độ xa giống như vậy là hợp lý rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ đo kỹ hơn, chúng ta sẽ đo từng con mắt để chúng ta hiệu chỉnh. Có thể chúng ta hiệu chỉnh khóe mắt ngoài nè, hoặc là nếu như bạn nào cảm thấy cái khóe mắt trong của mình nó bị nhỏ nè, hoặc là nó có cảm giác là nó xa nhau quá, thì chúng ta muốn nó gần lại với nhau thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh khóe mắt trong bằng cách chúng ta mở rộng góc mắt. Đó là mới là có cái dịch vụ là mở rộng góc mắt trong là vậy đó ha. Đó, mở rộng góc mắt ngoài cũng có cho mấy dịch vụ cắt mắt nè, hoặc là đuôi mắt. Mở rộng góc mắt trong thì cho những cái dịch vụ là mở cái khóe mắt trong. Đó là tỷ lệ nhìn trên trực diện thẳng. Và chưa kể nha, chúng ta sẽ chia ra cái khuôn mặt của chúng ta từ ở trên chân tóc, chúng ta chia xuống dưới góc hàm, chúng ta sẽ chia làm 3 phần bằng nhau. Thứ nhất là từ trên chân tóc,
xuống ngang ở cái chỗ đường gian chân mày. Có những bạn á là cái đường chân mày chúng ta mọc không có ngay, vậy thì cái đường chân mày là cái đường bác sĩ nghĩ là nó là một trong những cái bộ phận mà dễ chỉnh nhất. Chúng ta có thể là tỉa bớt chân mày, chúng ta săn nó cao lên một chút, hoặc là chúng ta vẽ cái đường chân mày cho nó cao hơn một chút và chúng ta tỉa bớt phần lông mày đi, thì lúc đó là chúng ta hiệu chỉnh cái đó là dễ nhất, khỏi cần phẫu thuật thẩm mỹ. Thì chúng ta sẽ chia ra là từ đường chân tóc đến đường gian chân mày, cái thứ hai là từ gian chân mày cho đến phần chân mũi, thứ ba là từ chân mũi cho đến cái phần đỉnh dưới cằm, thì ba phần này nó phải bằng nhau đó, thì lúc đó chúng ta sẽ đạt được tỷ lệ vàng nhìn trực diện hay nhìn thẳng và trên một cái mặt phẳng, là mặt phẳng trước sau. Rồi sau đó chúng ta sẽ có một cái mặt phẳng nghiêng. Mấy bạn thấy những cái khuôn mặt đẹp đó, có những khuôn mặt nhìn nghiêng rất là đẹp, kiểu mặt của bác sĩ là nhìn nghiêng đẹp, mà chỉ có nhìn nghiêng một bên nó đẹp thôi nha, đời không ưu ái cho ai bao giờ hết. Nên khuôn mặt của mỗi người á nó sẽ có một cái góc khuất, ví dụ như bác sĩ quay cái khuôn mặt thì coi coi nhớ này, khuôn mặt bên này là mọi người thấy cái mũi bác sĩ rất là thẳng đúng không đó, rồi cái khuôn mặt bên đây á thì nhìn nó cũng hay ho hơn là quay khuôn mặt bên đây. Khuôn mặt bên đây tự nhiên mọi người sẽ thấy cái mũi nó sẽ hơi gãy một chút đó, rồi cái khuôn mặt nó cũng không có thanh thoát, lúc nào cũng vậy hết. Cho nên nó là một cái người đẹp mà trên ảnh á thì cái người đẹp đó sẽ đẹp hơn rất là nhiều nếu như họ biết chọn góc chụp hình. Rồi vậy thì nhìn nghiêng thì sẽ như thế nào? Nhìn nghiêng á là nó sẽ có cái tỷ lệ vàng của nhìn nghiêng, đó là cái tỷ lệ của góc mũi trán nè đó ha. Đối với cái góc mũi trán này thì nó cũng sẽ có một cái tỷ lệ, nếu như chúng ta đo một cái tỷ lệ góc mũi trán mà ở cái độ, nó sẽ có cái thước đo độ ha, là 115 cho đến 130 độ, thì cái góc mũi trán này là một góc mũi trán đẹp, có nghĩa là nó đã có cái độ lài của mũi. Cái mũi bác sĩ cũng thuộc dạng là trời phú cho một cái mũi đẹp một bên, cho nên đó là có thể là cái góc mũi trán này cũng khá là chuẩn. Rồi tiếp theo tới cái góc mũi trán này thì nó sẽ là cái góc mũi cằm. Mũi cằm có nghĩa là cái từ cái chỗ đỉnh mũi này nè, các bạn sẽ kéo một cái đường từ cái đỉnh này là một cái đường thẳng ha, rồi đường thẳng thứ hai là cái đường từ cái đỉnh mũi đến cằm, nó gọi là góc mũi cằm. Thì góc mũi cằm này nó sẽ khoảng từ 120 cho đến 132 độ ha, 120 đến 132 độ thì góc mũi cằm này mới là góc mũi cằm đẹp. Góc thứ ba là để mấy bạn hiệu chỉnh cái miệng của chúng ta. Có những cái trường hợp mà mấy bạn vô mà mấy bạn thấy là sao mà cái mũi cái miệng của em giống như chắc là nó bị hô hoặc là nó bị móm, nhưng mà về mặt chuyên môn sau khi mà bác sĩ nhìn và khám á, thì cái khuôn mặt đó chỉ cần chỉnh cái đầu mũi thôi là tự động không cần niềng răng luôn, mà chúng ta sẽ thấy cái tỷ lệ nó rất là hợp lý, nó giảm được cái cảm giác của cái chuyện chúng ta bị hô luôn. Đó là do cái góc mũi môi. Thì góc mũi môi nó được tính từ cái chỗ điểm được đầu trên mũi là tới cái chân mũi là một cái đường thẳng ha, sau đó từ chân mũi kẻ tới cái môi. Thì đối với một cái góc mũi môi á thì nó sẽ có cái độ là từ 95 cho đến 100 độ, nếu như bạn nào có một cái góc mũi môi đẹp là 95 đến 100 độ. Muốn biết chúng ta có góc mũi môi đẹp hay không á, mấy bạn sẽ nhờ một cái bạn nào đó đó mà chụp hình chúng ta bằng nghiêng, kiểu nghiêng đúng kiểu 90 độ luôn. Xong chúng ta sẽ lấy thước chúng ta vẽ ra trên cái khuôn mặt của chúng ta và chúng ta đo và thử chúng ta có được cái khuôn mặt đó hay không. À, ngày mai bác sĩ sẽ thử lấy cái khuôn mặt của mình để bác sĩ đo thử coi. Đo mà lỡ ra xấu là do cái người chụp hình chứ không phải do khuôn mặt của mình. Rồi, đó là cái điểm mà chúng ta sẽ lưu ý. Đó là do đó ha, chúng ta sẽ thấy một khuôn mặt đẹp. Có những người nhìn thẳng á, thì rõ ràng họ rất là đẹp, nhưng mà nhìn nghiêng như vậy tự nhiên thấy sai sai sao đó. Thì hoặc là có những người nhìn nghiêng rất đẹp nhưng mà nhìn thẳng thì kiểu nó cũng sai sai sao đó. Thì đó đó là do chúng ta bị lỗi một cái phần nào đó của tỷ lệ vàng của nhìn nghiêng hoặc là nhìn thẳng. Rồi như vậy thì một cái tỷ lệ vàng mà chúng ta rất là dễ so sánh, đó là để mà chúng ta biết là chúng ta có được cái tỷ lệ vàng hay không, thì chúng ta cứ đơn giản thôi. Chúng ta lấy cái một cái thước hoặc là một cái gì đó nó thẳng, chúng ta sẽ canh từ cái đỉnh mũi xuống dưới cái đỉnh cằm đó, mấy bạn thấy không, từ đỉnh mũi xuống đỉnh cằm,
Mà nếu cái miệng của chúng ta nó nằm sau các đường kẽ này đó, thì chúng ta đã đạt được tỷ lệ vàng. Nó nằm sau thì chúng ta chưa đạt được tỷ lệ vàng đâu, mà khi nào mà cái đỉnh của cái môi trên của chúng ta đó nó chạm vô cái đường thẳng luôn, thì lúc đó đó nó gọi là chúng ta đạt được tỷ lệ vàng của nhìn nghiêng. Còn nếu như cái môi của chúng ta mà nó nằm trước cái đường này thì chắc chắn chúng ta sẽ bị lỗi, là chúng ta nhìn chúng ta sẽ có cảm giác hô. Hoặc là nếu như cái môi chúng ta nó nằm sau cái đường này nhiều quá thì chúng ta sẽ có cảm giác chúng ta bị móm. Đó, đó là một vài cái mà chúng ta có thể hình dung ra cái khuôn mặt chúng ta cần chỉnh cái gì để nó đẹp. Vậy thì nếu như chỉnh thì chúng ta sẽ phải có những cái điểm mà chúng ta gọi là cố định. Ví dụ chúng ta hài lòng về cái cằm, hoặc là cái cằm của chúng ta, hoặc là nếu như mà bạn nào đã có kinh nghiệm nhiều, ví dụ như bác sĩ ngồi 11 năm khám da liễu thẩm mỹ đi, thì hoặc là trời cũng phú cho bác sĩ có được một cái rất là nhạy về cái thẩm mỹ, nhạy tới mức độ mà kiểu từng cm mà lệch nhau bao nhiêu á mà mình nhìn còn ra được nữa. Thì nói chi tới một những cái nhỏ nhỏ, ví dụ như chỉnh mũi nó chỉ cần lên xuống một chút xíu, là 1-2 mm thôi, là chúng ta cũng phải thấy được những cái chuyện nó hơi lệch một chút xíu để chúng ta hiệu chỉnh cho khách. Thì cái đó là cái là khả năng ông trời ông cũng phú cho bác sĩ được được chút xíu nhạy cảm về cái thẩm mỹ đó. Rồi thì lúc đó thì chúng ta sẽ biết là cái khuôn mặt đó cần hiệu chỉnh cái gì. Còn nếu như chúng ta ở nhà mà chúng ta kiểu thích, thích xăm soi đó, thì chúng ta có thể xăm soi theo hai cái cách mà bác sĩ chỉ ha. Đó, nó rất là dễ. Và nếu như chúng ta khiếm khuyết một chỗ nào đó thì chúng ta sẽ có thể hiệu chỉnh nhẹ nhàng nhất nha, là chúng ta sẽ hiệu chỉnh bằng filler. Filler ở đây bác sĩ chỉ có một khuyến cáo với mấy bạn là mấy bạn nên tìm một đơn vị thẩm mỹ mà được cấp phép tiêm chích. Cái thứ hai là nguồn gốc của filler. Ngày mai á, bác sĩ sẽ hứa với mấy bạn là làm một cái livestream nói về cái tiêm tan filler. Tại vì dạo gần đây á, tiêm sai filler, tiêm không đúng những cái chất làm đầy vô trong da là một cái vấn nạn. Nhưng mà vấn nạn thứ hai nữa đó là giải không đúng. Giải không đúng có nghĩa là làm quá lên cái mức độ mà chúng ta cần giải. Ví dụ như đánh vô cái tâm lý của những cái người đang bị một cái chuyện là tiêm vô xong cái nó bị vón cục hoặc là nó bị viêm, cái bắt đầu đang bị nổi, bị kiểu như lo lắng muốn đi giải liền, muốn giải cấp tốc. Thì gặp một số trường hợp mà những cái đơn vị nào đó người ta thứ nhất là không chuyên, thứ hai là người ta muốn đánh vô tâm lý đó để người ta thu tiền với bạn liền, thì cỡ nào người ta cũng sẽ làm. Rồi có những trường hợp là không đáng mà cũng lôi ra để nạo vét ở trong đó, trong khi chỉ cần một mũi thuốc tiêm thôi, giai đoạn đầu chỉ cần một mũi thuốc tiêm tan thôi là có thể là tiêm được giải luôn cái vùng đó rồi, chứ không nhất thiết là phải rạch ra xong rồi nạo nạo nạo. Thật ra là filler mà vô tới trong cơ thể rồi á, mà nạo ra rồi nào là máu, rồi nào là những cái mô của mình, rồi filler là không có phân biệt được đâu. Cho nên đó là mấy bạn lỡ mà có bị thì chúng ta phải bình tĩnh để chúng ta coi coi trường hợp chúng ta đó là cái gì. Cho nên ngày mai, chủ đề ngày mai bác sĩ sẽ nói về tiêm giải filler. Rồi làm đầy bằng cách là chúng sửa chữa bằng cách là chúng ta tiêm filler. Ví dụ như cằm thì có là tiêm filler cằm này cho nó nhọn ra, cho nhọn đưa ra phía trước, hoặc là cho dài ra, hoặc là tiêm tạo cái đường viền hàm luôn để cho cái đường viền hàm chúng ta nó V-line hơn, nó liên tục với cái góc hàm, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái hàm đẹp. Hoặc là nếu như chúng ta thấy cái mũi chúng ta thấp thì chúng ta nên coi thử cái đầu mũi chúng ta có bị thấp quá hay không, chúng ta có thể là tiêm xử lý cái mũi nè đó. Hoặc là môi chúng ta không có đủ độ dày, môi bị mỏng, chúng ta có thể tiêm cho cái môi chúng ta nó căng tròn ra hơn. Đó, đó là một vài cái mà chúng ta có thể lưu ý về tiêm. Còn nếu như trong cái phẫu thuật thẩm mỹ thì chúng ta sẽ làm được gì? Phẫu thuật thẩm mỹ thì làm được nhiều hơn nữa so với cái thẩm mỹ nội khoa, nhưng mà đổi lại một cái là chúng ta sẽ phải nghỉ dưỡng nhiều. Và cả thế giới đều biết chúng ta đi phẫu thuật thẩm mỹ hết, còn thẩm mỹ nội khoa chúng ta làm xong đi về thì mọi người chỉ có bàn tán sau lưng thôi, chứ không ai dám nói trước mặt, tại vì không biết là chính xác hay không. Đó, đó là sự lựa chọn của chúng ta nếu như chúng ta làm quyết định làm thẩm mỹ nội khoa hay thẩm mỹ ngoại khoa ha. Thẩm mỹ ngoại khoa thì giữ lâu, độ bền cao, cái thứ hai nữa là sửa được triệt để tất cả những vấn đề khiếm khuyết. Còn thẩm mỹ nội khoa tính ra
thì nó sẽ sửa được ở một cái phần nào đó giới hạn thôi. Nó sẽ ví dụ như cái cung gò má nó cao đi, mà cái khuôn mặt đó không phải là kiểu gầy, khuôn mặt đó lại đầy thịt nữa, thì chắc chắn kiểu đó thì không thể nào tiêm filler để hạ cung gò má được, không thể nào tạo 3D theo cái kiểu là đưa khuôn mặt ra đằng sau được, mà kiểu gò má cao mà mặt lại mập thịt nữa, thì lúc đó chúng ta chỉ có nước hạ khuôn gò, hạ cái xương gò má bằng phẫu thuật thẩm mỹ thôi đó. Cho nên nói tới thì cũng phải nói lui, hai phương pháp nó đều có giá trị riêng của nó nha. Rồi, tám với mọi người như đó thôi, còn bây giờ bác sĩ đi ngủ đây. Rồi, bạn nào mà muốn bác sĩ tư vấn riêng hoặc là nói kỹ hơn về những cái tỷ lệ vàng á, thì mấy bạn nên ngồi nhà tự kiểu tự xăm soi khuôn mặt mình đi. Nếu như mà bí quá không hiểu nữa thì em tìm hỏi bác sĩ nha. Rồi, bye bye mọi người, trả lại không gian yên tĩnh cho mọi người. Bye bye.